Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video một loạt video này em rất vui mừng được giới thiệu với các bác một loạt những chiếc xe được chiết khấu giảm giá rất là nhiều trong cái thời gian mua sắm cận Tết này. Tại sao lại lý do là những cái xe này được chiết khấu? Bởi vì là những cái xe này em nhập của đối tác và đến cuối năm thì bên đối tác và em là cộng sổ và tiến hành là bên đối tác là tiến hành chiết khấu cho em. Và những cái xe này em được chiết khấu và em sẽ giảm vào giá bán. Và sau đây em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một, mời các bác đón xem. Và những cái chiếc xe này ấy, thì giá nó sẽ rất là hợp lý. Các bác nào mà quan tâm thì liên hệ ngay với em để sở hữu. Vâng, và chiếc xe tiếp theo cuối cùng đó là chiếc xe đạp, một cái hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, đó là hiệu Scott. Và đây cũng là một dòng xe đạp Nhật bãi đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Và em sẽ tiến hành đánh giá ngay chiếc xe này. Và chiếc xe này đang được làm trong chương trình có một vài chiếc xe rất ít là được chiết khấu của bên đại lý, cho nên là em bán hạ vào giá bán đấy, rất là rẻ so với cái đợt mùa hè đầu năm. Thì tại vì đại lý là chiết khấu cho em cho nên em giảm vào giá bán cho các bác. Và tổng thể chiếc xe hiệu Scott trong khung hình các bác đang nhìn thấy, một dòng touring của thương hiệu Thụy Sĩ đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và có cấu hình là khung nhôm. Đấy, tem sử dụng tại Nhật. Có cấu hình là khung nhôm, gióng chéo dành cho các bác. Nhiều bác là không thích cái gióng ngang như thế này thì lên xuống xe nó sẽ bị chạm vào chân vào khung, nó vướng víu. Nhiều bác rất thích gióng chéo như này thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho dành cho các bác thích yêu thích gióng chéo. Và thương hiệu lại là Thụy Sĩ nữa, rất là đẹp. Cấu hình của chiếc xe này thì đằng trước thì trang bị một bộ đùi đĩa hiệu Shimano 3 tầng và gạt đĩa cũng Shimano luôn ạ. Đằng sau của chúng ta thì có líp 7 tầng, líp vặn và một chiếc đè Antut đời trước. Shimano Antut, cái chiếc Antut nó hơi mờ mờ rồi, nó khó nhìn chút. Và bánh touring, bánh 700 thì là vành 700C, đũa Hilux, Meyer nhôm. Lốp 700, lốp xe bãi, lốp bãi còn rất là đẹp. Yên thì hầu như các xe bãi thì phải bọc lại. Thì em đã bọc lại rất là đẹp rồi, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Xe này đang trong tình trạng hoạt động là rất là tốt. Đằng trước chúng ta thì có một cái phuộc nhún và cũng phanh 700. Lốp đằng trước cũng khá là đẹp, phanh V. Ở trên tay cầm của chúng ta thì có một cái dạng tay bằng và có hai cái tay vặn chuyển số. Một bên là 7 tầng cho líp và một bên trái là 3 tầng cho đĩa. Về phần sơn của chiếc xe thì em đánh giá là không bị xước nhiều lắm, chỉ có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Để mà nói về xe bãi thì cái độ xước như này là tạm là chấp nhận được và cũng khá là đẹp. Bên này có tem sử dụng tại Nhật. Xe đang trong quá trình được chiết khấu cuối năm của đối tác đối với bên em. Thì mùa hè thì giá bán nó cao hơn, còn đến cuối năm thì bên đối tác cộng sổ và đã chiết khấu cho em 4 chiếc xe này. Thì giá bán hiện tại của chiếc xe này đang có giá là 3.800.000 và chưa bao gồm phí ship. Các bác nào quan tâm thì qua cửa hàng lấy là giá là 3.800.000. Còn nếu mà các bác ở tỉnh xa thì xin vui lòng cộng thêm phí ship là khoảng 200-300.000 nữa, là khoảng 4 triệu là ship tới nhà các bác luôn. Vâng, và cái số lượng xe này chỉ có 4 chiếc được giảm giá cuối năm, cho nên là nếu các bác nào quan tâm muốn sở hữu chiếc xe thì hãy liên hệ ngay với em. Số lượng không còn nhiều và thời gian nó cũng không có nhiều. Và cũng rất là nhiều bác đang quan tâm sở hữu cho mình một cái chiếc xe touring Nhật bãi và tốt trong tầm giá. Thì bác nào quan tâm thì hãy liên hệ với em. Hẹn gặp lại các bác.